Mày mang rượu ngon đi đâu đấy? Tao mang cho con gà của mày nó uống này. Bắt gà vợ đánh tao gần chết, hôm nay vợ đi nương ở nhà tao bắt tiếp. Tao tìm thằng A Báo xem chế ra món gì, gà của tao béo lắm nướng chắc là ngon đầy. Sung à, mày đi đâu đây? Ý da, tao đang đi tìm mày đây. Đi tìm tao á? Ừ, tao tìm mày. À, tao biết rồi. Mày bắt con cục tác lại ở đâu đấy? Tao bắt trộm đấy. Bắt trộm à? Mày không sợ à? Sợ gì? Mày bắt trộm của người ta, mày không sợ mấy ông đội ngôi sao ông ấy bắt à? Tao bắt của vợ tao mà. Bắt của vợ thì có gì mà phải sợ? Bắt của vợ thì có gì mà phải sợ? A Báo à, mày mang rượu ngon đi đâu đấy? Tao mang cho con gà của mày nó uống này. Ừ, thế mày với tao mang con gà này đi hơi lửa không sợ nó lạnh nha. Thank you.
Xe đi đâu chưa? Quay. Lần sau tao với mày lại đi tiếp nha.